Xin chào thầy và tất cả các bạn. Em tên là Thành Đạt, lớp IFK45. Hôm nay em xin trình bày chủ đề tán sỏi bàng quang nội soi quan ngã niệu đạo. Nhắc lại về sỏi bàng quang. Sỏi bàng quang là sỏi đường tiết niệu dưới thường gặp nhất, trong đó sỏi bàng quang nguyên phát là sỏi từ thận rơi xuống bàng quang thông qua niệu quản. Sỏi bàng quang thứ phát là sỏi tăng trưởng ngay tại bàng quang. Điều trị sỏi bàng quang cũng đáp ứng 3 mục tiêu cơ bản như điều trị các loại sỏi đường tiết niệu khác. Đầu tiên là điều trị sạch sỏi, thứ hai là điều trị căn nguyên và thứ ba là điều trị biến chứng. Có các phương pháp điều trị sỏi như điều trị nội khoa, tán sỏi bàng quang ngoài cơ thể, nội soi bàng quang tán sỏi, lấy sỏi bàng quang qua da và mổ mở lấy sỏi bàng quang, trong đó nội soi bàng quang tán sỏi ngày càng phổ biến với những ưu điểm vượt trội hơn so với các phương pháp khác. Tán sỏi bàng quang nội soi qua ngã niệu đạo là dùng một thiết bị có kết nối với nguồn sáng và có kết nối với camera liên kết với màn hình. Thông qua đó, phẫu thuật viên có thể nhìn thấy viên sỏi, niêm mạc bàng quang và theo dõi được quá trình tán sỏi. Bên cạnh đó, có thể quan sát và điều trị được một số bệnh lý phức hợp tại bàng quang và cổ bàng quang. Tán sỏi bàng quang nội soi qua ngã niệu đạo có các chỉ định là sỏi bàng quang kích thước nhỏ hơn 3 cm, sỏi bàng quang không tự thông suất ra ngoài bằng cách tự nhiên, sỏi niệu đạo kích thước lớn hơn 1 cm hoặc sỏi kẹt ở niệu đạo. Bên cạnh đó, các chống chỉ định của tán sỏi bàng quang nội soi qua ngã niệu đạo cũng giống như các chống chỉ định khác của nội soi đường niệu đạo như đang có tình trạng nhiễm khuẩn đường tiết niệu, hẹp niệu đạo, chấn thương niệu đạo, gù vẹo cột sống, bất thường khớp kháng, không thể nằm tư thế sẵn khoa và bệnh lý nội khoa không ổn định. Có các phương pháp tán sỏi bàng quang nội soi phổ biến như kẹp sỏi cơ học, tán sỏi bằng điện động lực hay khí nén, tán sỏi bằng laser và tán sỏi bằng siêu âm. Trong đó phương pháp tán sỏi cơ học là phương pháp gây đời sớm nhất. Phẫu thuật viên sẽ dùng một dụng cụ đặt vào niệu đạo, vào bàng quang tiếp cận với viên sỏi và gấp viên sỏi để đưa viên sỏi ra ngoài. Đây là phương pháp có thể tán được những viên sỏi tương đối gắn, thực hiện nhanh, giá thành thấp, nhưng có nhược điểm là tỷ lệ tai biến tổn thương niệu đạo, cổ bàng quang nhiều hơn các phương pháp khác. Thứ hai là phương pháp tán sỏi bằng khí nén. Nguyên lý là khí nén có áp lực từ 0,35 đến 0,5 MPa hoặc năng lượng dòng điện làm con thoi kim loại. Con thoi kim loại chuyển động, đẩy que tán kim loại đập liên tục vào bề mặt sỏi làm vỡ sỏi. Đây tượng trưng màu trắng chính là con thoi kim loại và mũi tên tam giác chính là que tán kim loại đập liên tục vào bề mặt và làm vỡ sỏi. Lực phá sỏi của dụng cụ rất mạnh với điều kiện sỏi phải có một điểm tựa để chặn sự di chuyển của sỏi khi tán. Phương pháp tán sỏi bằng khí nén có ưu điểm là rất hạn chế làm tổn thương mô, phân mảnh được các sỏi to, nhưng có nhược điểm là đối với sỏi bàng quang ta khó giữ được sỏi đứng yên ở một vị trí. Vì vậy cho nên tán sỏi bằng khí nén thường được dùng cho tán sỏi ở niệu quản hơn là tán sỏi ở bàng quang. Phương pháp thứ ba là phương pháp được cho là có nhiều ưu điểm nhất. Đó là tán sỏi bằng laser. Nguyên lý là phương pháp dùng tia laser để bắn phá sỏi thành những viên mảnh rất nhỏ, từ đó sỏi sẽ được lấy ra ngoài. Đây là máy phát tia laser dùng trong tán sỏi, có bàn đạp điều khiển bằng chân của phẫu thuật viên. Có nhiều loại laser được sử dụng. Năm 1993, tiến sĩ Webb lần đầu tiên áp dụng laser helium bước sóng 2100 nanomet vào tán sỏi tiết niệu. Holmium có ưu điểm vượt trội nhờ khả năng phá hủy mọi loại sỏi, bất kể thành phần như thế nào, tán sỏi thành những mảnh vụn kích thước nhỏ hơn rất nhiều so với các loại dụng cụ tán sỏi khác. Về ưu điểm của tán sỏi bằng laser là nó có thể sử dụng cùng với ống soi mềm, thao tác ít đau, nhanh chóng, loại sạch được cả sỏi bàng quang to và gắn, phá hủy mọi loại sỏi bất kể thành phần. Tán sỏi thành những mảnh vụn kích thước nhỏ hơn rất nhiều so với các loại dụng cụ tán sỏi khác. Nhược điểm là nó có thể gây bỏng niêm mạc hay thủng bàng quang nếu để que tán chạm vào niệu mạc, tức là chúng ta xác định sai vị trí sỏi hoặc là thao tác sai thì sẽ gây hại rất lớn lên niệu mạc. Phương pháp thứ tư là tán sỏi bằng siêu âm. Tán sỏi bằng siêu âm là sóng âm tạo ra từ các tinh thể gốm sứ áp điện tần số từ 23 đến 27 kHz phá sỏi bằng lực khoan. Que tán phải tiếp xúc trực tiếp vào bề mặt sỏi, trong đó có một đường ống thông dẫn sỏi vụn đi ra ngoài nhờ một máy hút.
Tán sỏi bằng siêu âm có ưu điểm là có thể sử dụng cùng với các sỏi kích thước lớn, đồng thời vừa tán vừa hút các mảnh sỏi vụn, sóng siêu âm an toàn cho các mô, nhưng có nhược điểm là có thể gây bỏng mô nếu điều chỉnh lượng nước và vận tốc tưới rửa không phù hợp, không đủ làm nguội nhiệt độ ở đầu quay tán. Đây là hình ảnh của một hệ thống tán sỏi, trong đó có một dây dẫn nối với nguồn sáng phía sau đầu này nối với camera liên kết với màn hình, và một đầu dây dẫn nối với nguồn nước thường là NaCl 0,9%. Quy trình tán sỏi bằng quang nội soi qua ngã niệu đạo. Đầu tiên là bệnh nhân được vô cảm và chuẩn bị tư thế, thường là vô cảm gây tê tủy sống và tư thế sẵn khoa. Đưa ống nội soi vào bàng quang tiếp cận sỏi, xác định vị trí của sỏi. Sau đó ta tiến hành tán sỏi bằng laser hoặc khí nén. Cuối cùng là đưa các sỏi vụn ra ngoài. Đây là hình ảnh một cái gọ domia. Đây là tia laser đang tán sỏi và cái gọ này sẽ chờ khi mà mảnh sỏi nhỏ nó sẽ đưa sỏi ra ngoài. Thông qua đây là một cái ống nội soi mềm. Về ưu điểm của tán sỏi bằng quang nội soi qua ngã niệu đạo so với phương pháp tán sỏi bằng quang qua da là không đặt ống thông trên xương mu, thao tác ít xâm lấn, nhanh chóng, hạn chế đau, tỷ lệ biến chứng ít, thời gian nằm viện ngắn hơn và đảm bảo tính thẩm mỹ hơn. Bên cạnh đó, tán sỏi bằng quang qua nội soi cũng có một số biến chứng như tổn thương niêm mạc niệu đạo, tổn thương cổ bàng quang, bỏng niêm mạc bàng quang hay thủng bàng quang do đốt sai vị trí và nhiễm khuẩn tiểu máu sau khi tán sỏi. Và kịch bản của em đây là hết. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe.